Would you like me to take your coat? Anh có muốn tôi cất áo khoác giúp hay không? Yes, please. Vâng, cảm ơn. How many persons in your group? Anh chị đi cùng với nhóm bao nhiêu người? A table for four, please. một bàn cho bốn người, cảm ơn. Do you have a reservation? Anh đã đặt bàn chưa ạ? Yes, my friend is Mr. Smith. Chúng tôi đã đặt bạn của tôi là anh Smith. Okay, sir. Your table is now ready. Ban của anh đã chuẩn bị xong. Please follow me in this way. Mời anh theo tôi đi lối này. May I help you? Tôi có thể giúp được gì cho bạn? Do you have a reservation? Quý khách có đặt phòng chưa ạ? Could I see your passport or identity card? Bạn có thể cho tôi xem hộ chiếu hoặc chứng minh thư được không? How long will you be staying for? Quý khách sẽ ở khách sạn trong bao lâu? Do you want breakfast? Bạn có muốn dùng bữa sáng không? Do you need help with your luggage? Bạn có cần giúp chuyển hành lý không? Breakfast is served from 6:30 to 9:30 a.m. Bữa sáng được phục vụ từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng.